Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân Vũ Quang đã có nhiều chuyển biến, qua đó thể hiện rõ nét bằng các phong trào, hành động thiết thực. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu với những việc làm cụ thể gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đây sẽ là nội dung trong phần đầu của trang địa phương ngày hôm nay. Gương mẫu, nhiệt tình và sáng tạo là những đánh giá của người dân nơi đây dành cho ông Nguyễn Minh Hoài, thôn trưởng thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Với các cách làm sáng tạo và khoa học, đầu năm lại nay, ông đã cùng với Ban Mặt trận thôn Cao Phong tuyên truyền vận động được 50 hộ dân hiến đất, hiến cây, mở rộng 11 tuyến đường với chiều dài hơn 7 km. Cùng với đó, ông còn vận động 8 hộ dân xây dựng vườn mẫu, 20 hộ chỉnh trang nhà ở dân cư, 6 hộ xóa bỏ vườn tạp, trồng cây ăn quả có múi. Ngoài ra, ông đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp được trên 50 triệu đồng, hàng trăm ngày công để xây dựng 80 bồn hoa, 850 mét hàng rào xanh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, toàn thôn đã trồng được gần 100 hecta cây ăn quả, có 60 trên 176 hộ gia đình phát triển kinh tế, với thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng. Với ông Hoài, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng phát triển đi lên, đó là điều ông luôn trăn trở nhất. Thì trước khi nhận nhiệm vụ trong trưởng á, là tôi không có điều gì hơn. Chỉ có là tâm huyết với là cái trách nhiệm của mình thôi. Chứ không có cái mong muốn gì là ngoài cái việc khác. Mà muốn là dân là được nông thôn được phát triển, đây nông thôn ngày càng đổi mới và cùng cố gắng như vậy là xây dựng là cái khu dân cư, nói chung là nông thôn mới kiểu mẫu. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, huyện Vũ Quang đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, chuyên đề, nhất là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đề cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình với các mô hình học tập cụ thể. Ban Mặt trận thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang là một trong số đó. Đến với khu dân cư nông thôn mới thôn Hương Phố hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng từ một vùng quê nghèo trước đây đang ngày càng đổi mới, an lành. Minh chứng cho sự phát triển ấy, khi vừa qua thôn đã đạt giải A cấp tỉnh trong cuộc thi vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Có được kết quả như ngày hôm nay có vai trò rất quan trọng của Ban Mặt trận thôn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2018, Ban Mặt trận thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trên 140 triệu đồng, huy động hơn 1.500 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Điều này cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ và nhân dân nơi đây đón nhận và làm theo. Sau khi thực hiện cái chủ trương xây dựng nông thôn mới thì cấp ủy là vào cuộc phân công trách nhiệm cho 3 đồng chí 3 mũi để là phụ trách cho là từng cụm dân cư, đặc biệt là cái gì là mỗi đồng chí đảng viên là phải phụ trách 1 đến 3 hộ. Xây dựng trong cái phần xây dựng nông thôn mới, những đồng chí nào mà coi như không thực hiện được cái nhiệm vụ trong tháng thì sau tháng sẽ là coi như là kiểm điểm và phê bình ấy. Bằng tình cảm và tình yêu thương dành cho Bác, nên chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Quang đón nhận, hưởng ứng. Qua học tập và làm theo, cán bộ đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường.
Việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh được chú trọng. Quy chế dân chủ ngày càng được phát huy, đã đề cao việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, góp phần giải quyết những khó khăn bức xúc trong nhân dân. Chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, làm tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chi bộ thôn Hòa Thị thuộc Đảng bộ xã Hưng Điền là một trong những tập thể điển hình trong việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong điều kiện toàn thôn chỉ có 21 hộ với 76 nhân khẩu, việc huy động nội lực để xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chi bộ đã xây dựng, ban hành các chương trình hành động cụ thể. Các đảng viên trong chi bộ luôn là đầu tàu gương mẫu, nêu gương, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền vận động nhân dân để hưởng ứng thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới á, thì chi bộ cũng như thôn cũng xác định là trước hết là tập trung tuyên truyền đến nhân dân để là nhân dân hiểu được cái mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt thì trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới thì chi bộ cũng như cán bộ cấp thôn là lấy yếu tố là dân chủ, tức là dân được bàn để dân thống nhất để là thực hiện, cho nên là tạo được sự cái đồng thuận của nhân dân, từ đó thì nhân dân đồng tình cao để là cùng với thôn để là thực hiện cả cái tiêu chí. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Vũ Quang đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu như chi bộ thôn Hội Trung, Đảng bộ xã Đức Liên, đội kiểm lâm cơ động vườn quốc gia Vũ Quang, chi bộ thôn Thanh Bình, Đảng bộ xã Đức Lĩnh, Hội nông dân xã Đức Giang, chi bộ thôn Kim Quang, xã Hương Quang. Bên cạnh các tập thể cũng đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như ông Nguyễn Thế Hiền, bí thư chi bộ Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh, với việc vận động nhân dân hiến hơn 5.000 m2 đất, hơn 3.500 cây các loại, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Vận động đóng góp trên 60 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng, hơn 100 triệu đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng khu dân cư mẫu. Đảng viên Trần Văn Bính, chi bộ 1 Đảng bộ xã An Phú, với việc cải tạo gần 2 hectare đất sườn đồi dốc đá xây dựng vườn mẫu. Bà Lê Thị Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, với việc làm vận động chị em xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm, giúp đỡ chị em khó khăn, xây dựng đoạn đường tự quản xanh sạch đẹp, xây dựng gia đình 503 sạch. Để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Vũ Quang xác định rằng xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất cơ bản, để cho từng cán bộ, từng đảng viên và từng tập thể khắc phục những tồn tại, tập trung để thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ và nhân dân đoàn kết đồng lòng để thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa là xác định được cái thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương để cùng nhau thực hiện, trong đó vai trò của cá nhân người đứng đầu được đặt lên hàng đầu, từ đó để vận động tuyên truyền cùng với mọi người, mọi hội viên, đoàn viên trên địa bàn toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ tư đề ra. Tin tưởng rằng với tình yêu thương, sự ngưỡng mộ và lòng thành kính đối với Bác, mỗi một người dân Vũ Quang sẽ tiếp tục có thêm niềm tin, động lực để phấn đấu và quyết tâm làm thật nhiều việc tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nông dân huyện Vũ Quang đang tích cực huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn lúa xuân năm 2018, khẩn trương làm đất sản xuất vụ hè thu. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong những ngày qua, bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Hương Phố, xã Đức Hương đã huy động toàn bộ lực lượng trong gia đình ra đồng thu hoạch hết diện tích hơn 3 sào lúa xuân. Nhờ có máy móc hỗ trợ nên tiến độ thu hoạch lúa vừa nhanh vừa tiết kiệm được công sức lao động so với gặt tay như những năm trước đây. Vừa nay thì là cùng thu hoạch mùa, thì là cùng như bà con giúp đỡ cho để làm cho xong mùa, là xong gặt xong thì là về thì là cùng bẻ ngô, thì là nhổ lạc,
thì chuẩn bị đi là xong lạc thì là làm đất để mà tỉa đồ hay thu cho kịp vụ mùa. Thì nói chung lỗ năm nay thì cũng so với năm ngoái thì nó cũng được hơn. Bà con thì nói chung được mua thì bà con cũng vui vẻ, phấn khởi. Đấy. Vụ xuân năm nay, xã Đức Lĩnh gieo cấy 244 hectare lúa, đạt 100% kế hoạch. Để đảm bảo năng suất, sản lượng, ngay từ đầu vụ, xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn, phòng chống rét cho mạ, điều tiết nước hợp lý, cung ứng đầy đủ, kịp thời, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông xã đã bám sát đồng ruộng hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Qua đánh giá cho thấy năng suất lúa của xã bình quân ước đạt 61,2 tạ trên 1 hectare, cao hơn 9,2 tạ trên hectare so với cùng kỳ năm trước. Cùng với niềm vui được mùa, hiện xã Đức Lĩnh đang tích cực chỉ đạo bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, cung ứng giống, vật tư, phân bón để bà con xuống giống mạ vụ hè thu với phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, kịp thời gieo cấy, tránh đột bão vào cuối vụ. Về phía gia đình, tôi là sản xuất là hơn 6 sao. Hiện nay là thu hoạch là 65-67% tổng diện tích với số lượng thu hoạch. Lượng lúa năm 2018 so với thu nhập năm 2017 có cao hơn, nhưng với diện tích thời tiết nắng xen mưa nên tốc độ tiến độ thu hoạch có chậm đi, nhưng với tinh thần để đảm bảo thời vụ hè thu, gia đình vừa thu hoạch vừa tốt, dùng mọi phương tiện vừa phơi lúa vừa cất rơm rạ để đảm bảo là cho vụ hè thu 2008 được tốt hơn. Hiện nay tổng diện tích của xã thì hiện nay là thu hoạch được 60%. Và cái hướng chỉ đạo của xã thì hiện nay là tập trung chỉ đạo thu hoạch đến đâu thì triển khai hè thu đến đó để tránh cái mùa lũ sắp tới. Và cái công tác hè thu thì hiện nay đã chỉ đạo và có các cái lịch họp trưởng thôn chỉ đạo và chủ yếu trong các loại giống như là nếp 98, rồi xuân mai, rồi TH3-3. Chủ yếu cơ cấu loại giống này trong những năm trước thì các cái giống này thì là cũng rất phù hợp với địa phương và cũng cho năng suất cao. Cho nên năm nay là các cái giống đó thì cái sàng tập trung chỉ đạo vào tức là sản xuất trong vụ hè thu này. Vụ xuân năm 2018, huyện Vũ Quang gieo cấy được hơn 1.239 hectare lúa, cơ cấu 100% trà xuân muộn với 90% diện tích giống lúa lai nhị ưu 838 TH3-3. Đến nay, bà con nhân dân các địa phương đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích. Qua kiểm tra đầu gặt thực tế, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 61,4 tạ trên 1 hectare, tăng 13,4 tạ trên hectare so với vụ xuân 2017. Nhằm tăng cường cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, trước đó huyện Vũ Quang đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích để nhân dân đầu tư mua máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa. Theo đó, phần lớn các thôn xóm địa phương đều đã có các loại máy móc, qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm bớt sức lao động, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Rút kinh nghiệm từ vụ đầu ôn của năm 2017 và để khắc phục những khó khăn của thời tiết, thì năm nay dưới sự chỉ đạo của tỉnh, thì huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và chính quyền địa phương tập trung cao cho việc đầu tiên là khắc phục tình trạng rét hại rét đậm và sau đó tập trung cao cho việc phòng chống đau ốm trên lá và đau ốm cổ bông. Trong chính làm được tốt như vậy thì năng suất lúa năm nay là tương đối cao với năng suất là trên 61 tạ ha. Cái điều này thì có nhiều người có nói tại sao vùng miền núi Vũ Quang năng suất cao như vậy, bởi vì là Vũ Quang là 100% trà xuân muộn và cơ cấu là trên 95% diện tích lúa lai, thì do đó năng suất nó được mùa toàn diện. Và song song việc đó thì hiện nay thì huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thu hoạch lúa gòn lúa vụ xuân và tập trung thu hoạch những cây trồng cản, và đặc biệt chú trọng là tập trung chỉ đạo để gieo tỉa lúa hè thu để kịp thời vụ. Thắng lợi của sản xuất vụ xuân càng tạo thêm niềm tin, động lực để bà con nông dân phấn khởi, khẩn trương bước vào vụ hè thu. Hiện nay, cùng với việc tích cực thu hoạch lúa xuân, huyện Vũ Quang cũng đang tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư, phân bón, giống. Các địa phương tiến hành khơi thông, nạo vét kênh mương để tưới tiêu, tu sửa bờ vùng bờ thửa, hồ đập
để đảm bảo nước tưới cho vụ hè thu 2018. Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.